Đây là tô canh bầu nấu cùng với xương heo, Ly mới vừa nấu xong nè. Khi mình nấu với xương đó thì mình xắt bầu khúc khúc bự bự to to một chút. Còn mình nấu với tôm thì mình xắt nhuyễn. Mình cho lên một ít hành ngò và tiêu là gia đình của chúng ta sẽ có một tô canh bầu ăn rất là ngon ngọt mát luôn. Lily mến chào các anh chị và các bạn nha. Hôm nay Lily mời các anh chị và các bạn cùng vào bếp với Lily để nấu cho gia đình mình ăn một món canh rất là ngon mát, đó là canh bầu nấu cùng với xương. Ở đây Lily có một khúc bầu nè, hành và ngò, sợi xương heo, muối, bột nêm, tiêu và đường phèn. Ly bắt lên bếp một ít nước để Ly luộc cái xương heo nè. Ly luộc sơ rồi Ly bỏ cái nước này đi. Bây giờ Ly tắt lửa. Ly lấy cái xương heo ra. Bầu thì Ly đã gọt vỏ rồi, bây giờ Ly sẽ cắt bầu. Thành từng miếng bự bự to to để mình nấu cùng với xương đó. Hành lá thì Ly xắt khúc, ngò thì Ly xắt nhuyễn. Và bây giờ Ly bắt lên bếp một cái nồi nước Ly nấu cho sôi lên để Ly nấu canh á. Bây giờ nước sôi rồi, xương thì mình cũng đã luộc sơ rồi, mình cho xương vào trong nồi nước mình nấu. Khi mà mình thấy nước nó sôi lên á, mình lại mình vớt bọt ra nha. Sau đó mình cho đường phèn vào nè. Bột nêm, muối, giờ mình để đây mình hầm cho xương nó mềm. Đi nấu xương cũng đã được một lúc, bây giờ xương đã mềm rồi, đi cho bầu vào, đi cho hết dĩa bầu vào luôn. Rồi khi mình thấy nồi canh của mình sôi lên lại nè, mình nhớ nêm nếm lại cho thật là vừa ăn với khẩu vị của gia đình mình nha. Rồi sau đó Ly sẽ cho hành và ngò vào. Ly tắt lửa. Ở đây Ly có chuẩn bị một cái tô nè. Bây giờ Ly sẽ múc canh bầu ra tô. Và đây nè các anh chị và các bạn, đây là tô canh bầu nấu cùng với xương heo, Ly mới vừa nấu xong nè. Khi mình nấu với xương đó thì mình xắt bầu khúc khúc bự bự to to một chút. Còn mình nấu với tôm thì mình xắt nhuyễn. Mình cho lên một ít hành ngò và tiêu là gia đình của chúng ta sẽ có một tô canh bầu ăn rất là ngon ngọt mát luôn. Ly cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem và luôn ủng hộ cho Lily. Đừng quên đăng ký, subscribe, like và chia sẻ để Lily có nhiều món ăn khác chia sẻ cùng với mọi người nha. Lily chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau nha.